Cá ơi, ăn đi cá ơi. Yeah, một con. Câu tiếp nào. Hôm nay mình sẽ đi câu cá các bạn à. Dạo gần đây thiếu bé heo buồn quá cho nên là mình kiếm cái gì đó làm. Thì mình sẽ đi câu cá để cho nói chung là đỡ nhớ bé heo mà. Thì mình nãy như các bạn đã thấy mình vừa mới câu được một con rồi. Và tiếp theo là mình không thấy một con nào nữa. Đây rồi. Trốn à, đây. Mình sẽ câu thêm, sau đó mình sẽ đi về. Và hiện tại là mình đã kiếm được một cái làng mới rồi. Thì mình sẽ thử ở cái làng này coi như thế nào. Nói chung là mình không muốn ở cái làng cũ, sợ nói chung là ý. Mình câu được một cái tô nữa nè. Câu nữa coi. Câu cá rất là đã các bạn, rất là thoải mái, rất là thích. Và mình muốn xa cái làng cũ đi để mình ở cái làng mới để coi, nói chung là quên bé heo đi mà. Nhưng mà lát các bạn sẽ thấy là mình sẽ có một cái điều kỳ diệu cho bé heo. Đó. Tên. Cá ơi, sao mày đâu rồi? Sao mình câu là đây rồi. Hai con. Ơi sao mình câu là lại câu được một cái tô ta? Một cái điều rất là hư cấu. Câu được một cái tô mà. Và mình đã làm một cái điều rất là kỳ, nói chung là rất là tuyệt vời cho bé heo rồi. Nói chung là lát các bạn sẽ biết. Và nói chung là rất là buồn tại vì giờ không có bé heo nữa. Và các bạn kêu mình là nuôi cái con heo nhỏ kia đi thì mình cũng đang suy nghĩ mình ý gì cá ốc nóc. Thôi câu như vậy được rồi, đi về thôi. Ồ đây hoa nhiều nha. Đây, và chúng ta đi về và sau đó chúng ta sẽ đến với cái làng mới của mình nhé. Làng mới của mình thì nó ở đây nè. Các bạn thấy không? Khu làng mới của mình bây giờ là có một cái bãi đất trống rất là rộng, rất là đã luôn. Đây, đó. Đi về làng mới của mình nha. Đi đâu mình cũng gặp heo hết đó. Hỏi sao mình không nhớ bé heo gì được. Các bạn cũng nhớ lắm đúng không? Trời ơi, dễ thương quá đi. Thôi đi về đây cái làng của mình các bạn. Ê, nhảy qua chợ kinh dữ không biết không? Nhảy qua hố nước. Cách kia gọi là tuyệt vời. Rồi, thôi nào đi về. Không, các bạn thấy không, cái khu làng mới này nó có một cái bãi đất trống rất là đã. Và cái làng này, các bạn đặc biệt là cái làng này nó nằm cách cái làng kia cũng không có xa lắm nha các bạn. Đó, nó nằm chung với nhau luôn. Rồi, thì bây giờ có lẽ là mình sẽ về nhà mình thôi. Và đây, làng này thì nói chung là nó rộng hơn cái làng cũ của mình. Wow, có lúa đồ rất là đẹp ha. Wow. Bây giờ, cái gì kìa. Ủa, sao nhà mình lại có cái rương này? Trả lại bé heo cho ông. Ê, nó trả lại bé heo cho mình kìa. Ủa mà sao bé heo nằm trong cái rương này hả? Thiệt không ông? Hay nó lừa mình ta? Thôi mở coi. Ui. Trời. Ôi ơi. Mấy thằng khốn nạn. Nó trả lại cho mình. Một nắm xương các bạn à. Trời ơi, khốn nạn. Trời ơi, nó ăn bé heo của mình. Nó quay bé heo mình lên thành heo quay gì. Sau đó nó ăn, giờ nó trả lại xương cho mình. Cười ra nước mắt luôn á. Rồi thôi, mình buồn quá. À, quên nữa. Mình thấy mình buồn quá, mình quên luôn. Là đây là ngôi nhà mới của mình. Và mình có một cái điều cho bạn xem, đó là mình đã làm một cái, nói chung là mình đã không có còn nghĩ là bé heo còn sống nữa, cho nên là nên nó lập một cái bàn thờ cho bé heo nè các bạn thấy không. Và mình đã bỏ cà rốt cho nó và một cái lò nướng, thì xuống dưới đó nó muốn nướng cái gì cũng được, hay nó lên thiên đàng nó muốn nướng cái gì cũng được. Mình có đỏ than cho nó nè. Ôi, bé heo của mình nè các bạn. Đó, mình chụp hình đó trước khi nó mất tích. Mình chụp hình rồi. Thôi bây giờ thì cái nắm xương này có lẽ là mình sẽ đi đào mình chôn đi. Thôi mấy thằng khốn nạn, nó thiệt chứ, mấy thằng này nó láo thiệt. Nó ăn cho đã xong, bây giờ các bạn thấy không, nó trả xương lại cho mình. Thôi đi đào thôi. Ơi à, lộn đi. Bây giờ thì trước khi đào một cái mộ cho nó thì mình sẽ gọi là đi chặt cây. Mình lấy nó làm cái rương. Mình làm rương đồ. Đó, mình sẽ đi chặt cây, mình làm một cái rương xong mình xào hố. Thiệt là tội nghiệp con heo của mình.
tại sao chứ, tại sao nó lại trở lại với bộ xương như vậy chứ không phải là một con heo. Rồi bây giờ thì mình sẽ làm hai cái rương để nói chung là chôn cái này đi. Đấy, ok. Đấy, bây giờ thì có lẽ là mình sẽ làm một cái cây cúp để mình sẽ đào xuống các bạn à, đào xuống đó, làm thêm một cây sáng nữa nha, một cây sáng nữa. Ok rồi bây giờ thì mình lấy lại cái này cái thiệt mấy thằng này khốn nạn thiệt ác ghê. Hồi nãy mình quên nữa là mình chưa có cắm hoa cho cái heo, mình chưa có cắm vô cái bàn thờ của nó, rồi mình lấy hoa mình cắm. Thế mình lấy một ít hoa, các bạn biết nó làm gì không? Lát mình sẽ cắm vào mộ. Đó, ở đây hoa rất là nhiều, cho nên là mình sẽ cắm, mình lấy một ít mình sẽ cắm. Tự nhiên là xui quá đi. Mấy thằng này thiệt chứ, nó ăn sao nó ăn luôn xương đi. Nó trả lại mình chi ta. Thiệt chứ. Các bạn thấy không? Nó không ăn luôn xương đi. Đây, có lẽ mình sẽ làm một cái mộ ở đây cho mấy heo á. Ok. Cũng được, làm ở đây cũng được ha, gần nhà tiện lợi. Đó, như vậy thôi là ok rồi. Rồi bây giờ thì có lẽ là mình sẽ đặt hai cái rương xuống đây. Rồi mình sẽ bỏ xương vào đây. Hai cái rương. Bây giờ bỏ xương vào. Rồi. Và tất nhiên là xuống lấy lại lắp lên. Và mình sẽ làm dấu để trông không có bị quên các bạn, cắm hoa lên. Rồi, mình đã có chuẩn bị sẵn đó là một cái gì ta? Bức tranh rồi. Mình sẽ để bức tranh này lên. Tưởng nhớ bé heo của mình. Ôi xui. Mình cắm hoa đây luôn đi. Cắm liên tuồng tì ở đây đi ha. Chung là nhớ đến em heo. Em ấy đã ra đi gì đâu. Rồi mình sẽ chừa lại một bông để mình kia heo ơi heo. Nếu mà mày có thực sự mày đã lên thiên đàng rồi thì mày hãy cho tao một cái gì đó, coi như là những gì mày có trong người mày á thì mày có thể cho tao. Nếu mà mày thương tao, mày còn thương tao á thì thực sự tao không muốn mày mất thích đâu. Trong người bé heo rất là nhiều vàng các bạn, nhiều tiền, cho nên là mình mong là nó sẽ thôi. Ôi nhìn tội quá, nó nhìn cái rương, nhìn cái mộ đó nhìn tội quá các bạn à. Thôi không sao. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi về nhà, về căn nhà yêu quý. Thôi về nhà thôi. Như vậy là chúng ta đã xong rồi, hoàn thành nhiệm vụ làm được cho một bé heo. Nó thì không ngờ mấy người đó nó lại ác ôn vậy. Nhà mình đâu ta? Đây à. Thôi giờ bây giờ về nhà. Sao mấy người dân làng này, tụi bay vô đây làm gì? Cho tôi biết coi vô đây làm cái gì. Hả? Vô đây làm cái gì? Đi ra ngoài. Rồi thì heo ơi, như nãy tao đã nói rồi, nếu mà mày còn thương tao thì hãy cho tao những gì mày còn có lại trong người mày, nếu mày thương tao. Rồi thì bây giờ cắm cho nó cái hoa đi. Đã rồi nè, mình cho bạn coi là mình đã cho nó cà rốt nè, và mình đã cho nó thêm than đồ để cho nó có thể gọi là có nướng gì nướng nè. Mình sẽ đặt cái bàn chế tạo ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ cắm hoa vào. Rồi nói chung là cúng nó mà. Oh yeah. What is... Oh. Wow. Mình đang ở đâu đây? Rồi. Ê. Cái ghế màu tím hồng nè. Rồi cái bàn màu hồng. Ủa cái này hồi trước ở trong người bé heo mà. Wow. Sách nè. Mình rất thích sách, các bạn biết rồi đúng không? Ý cái giường màu hồng. Cái giường màu hồng ở đây có mấy cái rương. What? Cái gì? Ủa cái này là cái con cua Euro mà. Tại sao nằm ở đây ta? Vì là cái kia chắc chắn là các bạn đã biết rồi đúng không? Yes. Con cua kim cương. Ủa tại sao nó ở đây ta? Có khi nào? Đúng rồi. Vậy là bé heo nó đã cho mình đúng không bạn? Nó cho mình. Vậy là nãy giờ là mình nói những cái gì là mình xin nó là cho mình lại những cái thứ đó. Ai vậy nó cho mình thiệt các bạn. Mà mình đang ở đâu đây? Cái này y như là cái bình bông hồi nãy các bạn ơi. Mình đang ở trong cái bình bông.
Đây đây đây. Đắt nè. Rồi cái màu này như mình bông luôn. Wow. Chào mừng các bạn đến với channel của mình Slenderman đây. Và như các bạn nãy giờ các bạn đã coi một cái đầu phim ngắn rồi. Và chúc các bạn vui vẻ ha. Và trước khi bắt đầu cái video hướng dẫn này á, thì mình muốn nói cho, muốn cho các bạn xem một cái thứ. Thì hiện tại là đang xuất hiện ở trên màn hình rồi, các bạn thấy chưa? Thì đó. Thì đó là Có một người đã yêu cầu mình. Không phải là yêu cầu mà người ta nói lên cái suy nghĩ của người ta thôi. Đó là mình hãy trở lấy, hãy đặt lại cái intro của mình. Tại vì tuy là cái, cho dù cái intro đó như các bạn đọc hết cái dòng đó rồi, người ta, các bạn đó có nói là tuy là cái intro đó có là template hay là nhái của ai cũng được, nhưng đó là cái intro anh đã sử dụng từ đầu và là cái intro là thương hiệu của mình. Đó, các bạn thấy không? Bạn nói nó khá là đúng. Tại vì cái intro đó, cho dù thực sự hồi xưa nếu mà mình không xài intro đó thì người ta cũng không có để ý đến cái intro đâu. Và sau khi mình đã sử dụng cái intro đó thì rất là nhiều bạn đã coi như là như bạn này cũng đã nói là theo phong trào là kiểu như là làm lại intro đó. Thì mình nghĩ là các bạn này nói khá là đúng. Và mình muốn muốn cho bạn xem và hỏi ý kiến các bạn coi là mình có nên sử dụng cái intro đó hay không. Thì thực sự là khi mình đọc xong cái dòng trên màn hình của bạn đó rồi á, thì mình thực sự là muốn đặt lại cái intro lắm rồi. Nhưng mà mình muốn hỏi ý kiến của bạn coi như thế nào. Nếu các bạn có ý kiến gì muốn mình đặt lại intro thì hãy comment ở trong cái comment của mình. Thì mình sẽ comment để cho các bạn coi là các bạn muốn mình đặt lại intro hay không, thì các bạn có thể comment. Ok, rồi, không nói nhiều nữa. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là làm sao để có thể sống được ở trong cái bình bông như hồi nãy các bạn thấy. Là như hồi nãy các bạn thấy là mình cắm cái bình bông vào, là mình sẽ biến vào trong đây luôn. Đây, các bạn thấy bình bông này nha. Thì ở trong cái bình bông này nó sẽ có đất nè. Đó, các bạn thấy chưa? Một cái bình và ở trong nó có đất nữa. Đó, đất nữa các bạn thấy chưa? Đó, thì bây giờ chúng ta chỉ cái việc đây mình sẽ làm lại thử cho các bạn xem. Đó là mình sẽ lấy một cái bông hoa, mình sẽ cắm vào. Hoa gì cũng được. Cắm vào một cái là mình sẽ biến tới cái chỗ mà mình đã xây được nguyên một cái bình bông ở đây luôn. Các bạn thấy chưa? Bình hoa ở đây nè. Thì mình sẽ bay ra ngoài cho bạn xem. Ok. Bay ra ngoài. Ok. Đó, mình đã xây một cái, nói chung là mình xây thực sự là cho khó thôi, chứ mình cũng không biết nó đúng hay không nữa. Không biết nó giống mình bình bông không nữa. Chắc nó hơi dài hơn ha. Cái này phải ngắn hơn tí mới đúng giống nè, nhưng mà sai hơi sai. Đó, thì cái này khá là đơn giản, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm luôn nha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để có thể sống trong bình bông này. Nó rất là đơn giản, bây giờ thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình. Đó là A cộng B, comment, gạch block. Đó, cần một cái comment block, một cái observer, một cái redstone. Như vậy là xong. Thì ví dụ nha, bây giờ là ở trong kia là cái tọa độ bao nhiêu mình không biết. Nhưng mà mình sẽ đứng ở đây, mình sẽ đặt cái chỗ này ở đây. Lấy thêm cái bình bông nữa là ví dụ cho bạn xem luôn. Bình bông đâu ta? Rồi, cần thêm một block nữa ha. Ví dụ mình sẽ lấy cái block này, mình kiểu như là mình đặt lên đó. Thì ví dụ là như vậy. Ok, đó, như vậy đây ha. Mình sẽ đặt bình bông ở đây. Rồi, các bạn thấy chưa? Thì bây giờ các bạn sẽ đặt một cái bình bông ở đây. Sau đó các bạn đập một cái ở đây đi. Các bạn đặt cho mình cái observer ở đây nè. Đó, lưu ý là đứng ở đây đặt luôn nha. Đó, mình sẽ làm lại. Các bạn lấy cái observer đặt vào. Ok, sau đó thì các bạn hãy đứng ra đằng sau nó và đặt redstone vào. Đó, đặt một cái cũng được, không có cần phải đặt nhiều. Đó, rồi sau đó các bạn chỉ cần là lấy cái tọa độ đằng kia. Ví dụ mình lấy cái tọa độ đằng đây đi nha, lấy tọa độ trên đây luôn. TB A cộng B. Ơi lộn. TB ngã chứ. Ngã. Right. Rồi, như vậy là chết rồi. Mình đã lỡ xóa đi cái tia rồi, các bạn đợi tí để mình chỉnh lại nha. Rồi, và mình vừa lấy cái tọa độ của cái bình hoa bự này. Đó, cái chỗ mà các bạn, vị trí các bạn sẽ biến tới. Đó là 1097132 đúng không? Đó là ở đây. Thì mình đã lấy rồi. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nè. Mà tiếng lớn quá, mình sọc nhỏ lại. Đó là cái vị trí mà đặt cái observer á. Như hồi nãy mình đặt là nó sai các bạn. Các bạn phải đặt như vậy nè. Đó, thì nó sẽ biến tới. Bạn thấy chưa? Hồi nãy là các bạn phải đứng ở đằng sau các bạn đặt. Đây mình sẽ làm lại. Phá cái chỗ này đi.
là các bạn hồi nãy là mình chỉ các bạn là đứng ở trên đây đúng không, nhưng mà hồi nãy cái đó là lộn rồi đó, đứng vậy là sai. Các bạn phải quay cái mặt cái observer lại đây, mình sẽ cho các bạn xem nè. Cái này là nằm đây tại vì cái đường này nó sẽ truyền tới nè các bạn thấy không, cái chỗ này là nó sẽ truyền cái redstone tới nè. Còn đằng mặt đằng chiếu của nó là hầu nguyên một cái mặt của cái observer, các bạn đã biết rồi. Rồi bây giờ thì mình đặt một cái bức tranh thôi. Đây, ví dụ mình đặt cái bức tranh này luôn đi. Đó, đặt cái bức tranh này lên. Rồi bây giờ thì mình nói redstone lại. Rồi bây giờ mình cắm cái này lên. Cắm bông hoa lên là sẽ dịch chuyển tới đây tức thời luôn. Thấy chưa? Rất là đơn giản. Còn lúc mà các bạn phá đi thì nó cũng dịch chuyển nha, tại vì nó tác động lên cái observer mà. Rồi, thì cảm ơn các bạn đã xem video này. Và không biết là các bạn nghĩ sao về cái intro của mình, thì hãy nhớ comment nha các bạn. Comment để cho mình biết ý kiến các bạn là có muốn mình quay trở lại với cái intro đó hay không. Và tất nhiên là các bạn đó nói khá là đúng và mình cảm thấy rất là cảm ơn bạn đó. Thì nếu các bạn đó có comment trong cái clip này á, thì mình sẽ ghim cái comment của bạn đó. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem video. Và nếu các bạn thấy hay về cách làm này thì đừng quên chia like video cho mình. Thì mình mong là video sẽ được 4.000 like. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để có thể theo dõi được những video mới nhất như là hay, cũng như là hay nhất của mình nha. Và nói chung là các bạn hãy like và chia sẻ cho mình đi để ủng hộ mình thôi. Và mình mong video sẽ được 4.000 like. Và tất nhiên là cái cách này không phải là do mình nha, mình sẽ để cái nguồn ở dưới comment phần mô tả để cho bạn biết đây là cái cách này không phải là do mình làm. Rồi, và bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Bye bye.